Trong bản tin ngày 14 tháng 6, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Canada có thêm 1,4 triệu liều vaccine Moderna, nâng tổng số lượng vaccine trong tháng 6 lên 20 triệu. Ontario mở lại biên giới với Quebec, Manitoba, và lực đặt liều vaccine thứ hai đã được mở ở những điểm nóng. Du lịch giải trí được phép ở BC kể từ ngày thứ ba trong kế hoạch tái khởi động nền kinh tế. Thủ hiến Jason Kenney gọi sổ số vaccine cho người dân Alberta là một khoản đầu tư vào sức khỏe. Thủ tướng Trudeau đến Brussels cho cuộc họp NATO, nói rằng liên minh đoàn kết hơn bao giờ hết. Doanh số sản xuất giảm 2,1% trong tháng 4 do thiếu chip bán dẫn. Các cáo buộc khủng bố được thêm vào tội giết người cho bị cáo tấn công một gia đình người Hồi giáo ở London, Ontario bằng xe tải. Giá thịt sẽ tăng cao khi người Canada bắt đầu mùa barbecue vào mùa hè. Canada's Wonderland mở cửa trở lại vào ngày 7 tháng 7. Israel giới thiệu chính phủ mới, kết thúc 12 năm cai trị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Vaccine Novavax hiệu quả hơn 90% trong thử nghiệm tại Hoa Kỳ. Sài Gòn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần. Cháy rừng lan qua California và Arizona, hạn hán nghiêm trọng đã tạo thêm điều kiện cháy rừng. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn, và cảm ơn quý vị đến với bản tin Canada và tin thế giới nổi bật hàng ngày của Culture Channel. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine, là một tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị ghé thăm trang mạng của tạp chí Culture tại địa chỉ culturemagazine.com. Nếu quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe, chúng tôi mời quý vị miễn phí đăng ký subscribe và bấm ngay nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và khích lệ của quý vị bằng cách giao lưu với ban biên tập thông qua phản hồi, comment mang tính xây dựng, chia sẻ share video của Culture Channel và mỗi khi xem bản tin bấm like nếu quý vị thấy thông tin hữu ích. Xin cảm ơn quý vị và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Canada có thêm 1,4 triệu liều vaccine Moderna, nâng tổng số lượng vaccine trong tháng 6 lên hơn 20 triệu. Canada có thêm 1,4 triệu liều vaccine Moderna trong tháng 6. Bộ trưởng Bộ Thu mua Anita Anand xác nhận hôm thứ Hai. Vì vậy, tổng số liều vaccine Moderna của Canada lên hơn 9 triệu liều chỉ trong tháng 6, và nhà sản xuất vaccine này đang trên đà vượt mục tiêu ban đầu cho quý thứ Hai với 12,9 triệu liều. Canada đã sẵn sàng nhận được khoảng 9,5 triệu liều vaccine chỉ trong tuần này. Trước đó, thì chính phủ liên bang cho biết Moderna cũng sẽ cung cấp tổng cộng là 7,1 triệu liều vaccine. Các liều này được chuyển đi các tỉnh vào giữa tuần. 4,2 triệu liều còn lại sẽ đến vào cuối tuần và đi đến các tỉnh và vùng lãnh thổ cho đến tuần sau. Và 2,4 triệu liều khác sẽ đến từ Pfizer. Trong khi Canada sẵn sàng nhận hàng triệu liều vaccine trong tuần, Thủ tướng Justin Trudeau đã tuyên bố khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh rằng Canada sẽ cung cấp 13 triệu mũi tiêm cho các nước nghèo hơn đang gặp khó khăn trong việc tiêm chủng cho dân của họ. Các khoản đóng góp sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực tiêm chủng của Canada. Văn phòng Thủ tướng Chính phủ sau đó đã cung cấp thông tin phân tích cho thấy hơn 7 triệu liều được tặng là từ công ty Novavax. Công ty có vaccine vẫn chưa được chấp thuận sử dụng ở Canada. Phần còn lại là AstraZeneca và từ Johnson & Johnson mà Canada đã mua thông qua COVAX. Ontario mở lại biên giới với Quebec, Manitoba và lịch hẹn liều vaccine thứ hai đã mở ở các điểm nóng. Ontario mở lại biên giới với Quebec và Manitoba trong tuần này, chính phủ thông báo hôm thứ Hai. Tổng luật sư Sylvia Jones cho biết trong một tuyên bố rằng Ontario sẽ không gia hạn lệnh hạn chế đi lại không thiết yếu giữa các tỉnh, mà để cho lệnh này hết hạn vào lúc 12 giờ 01 phút sáng ngày thứ Tư. Những người vào Ontario phải tiếp tục tuân theo các biện pháp y tế công cộng được áp dụng ở trong tỉnh. Các đơn vị y tế công cộng đã tiêm 135.574 liều vaccine ngày hôm qua, nhiều nhất từ trước đến nay. Khoảng 64,1% tổng dân số Ontario đã tiêm ít nhất một liều và 14,6% cư dân từ 12 tuổi trở lên đã tiêm cả hai mũi. Điều quan trọng là hơn 74% người Ontario từ 18 tuổi trở lên đã được liều vaccine đầu tiên.
đã vượt qua ngưỡng 70% mà chính phủ đã đặt ra làm tiêu chí chính để chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch mở cửa trở lại. Mục tiêu chuẩn quan trọng khác là ít nhất 20% người lớn được tiêm ngừa đầy đủ. Với tiến triển hiện tại của liều thứ 2 thì Ontario có thể đạt được mục tiêu vào cuối tuần này. Tỉnh đã bước vào giai đoạn 1 của kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày 11 tháng 6. Hiện tại thì kế hoạch này duy trì trong giai đoạn 1 cho đến ít nhất là ngày 2 tháng 7. Những người đã tiêm mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên hiện có thể đặt hẹn cho mũi thứ 2 sau 8 tuần. Họ có thể chọn tiêm liều AstraZeneca thứ 2 hoặc chuyển sang vaccine mRNA do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Tương tự như vậy, những người sống ở một trong 7 khu vực nơi biến thể Delta đang lan truyền và những người đã tiêm mũi đầu tiên trước ngày 9 tháng 5 cũng có thể đặt lịch hẹn để tiêm liều thứ 2. Chiến lược này tập trung vào Toronto, Peel, Halton, Porcupine, Waterloo, York và Wellington, Dufferin, Guelph. Du lịch giải trí được phép hoạt động tại PC kể từ ngày thứ ba trong kế hoạch tái khởi động lại kinh tế. Du lịch giải trí trong tỉnh và tụ tập ngoài trời với tối đa 50 người sẽ sớm được phép ở PC khi tỉnh chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch mở cửa lại. Bước 2 sẽ bắt đầu vào ngày thứ ba vì số ca bệnh và nhập viện đã giảm đều đặn trong những tuần gần đây, trong khi số người tiêm chủng tiếp tục tăng. Trong bước 2 thì những hoạt động sau đây sẽ được phép. Thứ nhất là du lịch giải trí trên khắp PC. Tụ họp ngoài trời lên tới 50 người. Các sự kiện họp mặt có tổ chức ở bên trong nội thất lên tới 50 người ở những nơi như là rạp chiếu phim hoặc là phòng tiệc. Các lớp thể dục và thể thao đồng đội ở trong nội thất. Các buổi tụ họp tín ngưỡng bên trong nội thất với tối đa 50 người hoặc là 10% tổng sức chứa của tòa nhà, tùy theo mức nào lớn hơn. Và cuối cùng là dịch vụ rượu tại các nhà hàng, quán bar và quán rượu cho đến nửa đêm. Người dân vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Các cuộc họp cá nhân ở bên trong nhà phải có quy mô nhỏ, chỉ thêm một hộ gia đình hoặc 5 người khác. Những người không sống ở PC vẫn được yêu cầu tránh đi du lịch đến tỉnh trừ khi cần thiết. Các nỗ lực mở cửa trở lại đã bắt đầu vào tháng trước với những hạn chế nới lỏng cho các cuộc tụ tập, sự kiện thể thao và cả ăn uống trong nhà và ngoài trời. Bước 3 có thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 nếu số ca bệnh và tỷ lệ tiêm chủng có xu hướng đúng hướng. Toàn bộ kế hoạch 4 bước cho phép người dân tham dự các buổi hòa nhạc trực tiếp, xem các sự kiện thể thao trong nội thất và bỏ khẩu trang trước ngày 7 tháng 9. Thủ hiến Jason Kenney cho rằng sổ số vaccine cho người dân Alberta là một khoản đầu tư vào sức khỏe. Thủ hiến Jason Kenney cho biết một cuộc sổ số vaccine COVID-19 trị giá 3 triệu đô la là một khoản đầu tư tốt để khuyến khích người Alberta đang do dự đi tiêm vaccine. Sổ số vaccine với tiêu đề Mở cửa cho mùa hè được công bố lần đầu tiên vào ngày thứ Bảy sẽ có 3 giải thưởng trị giá 1 triệu đô la mỗi một giải, chỉ cho những người Alberta được tiêm chủng mới có thể tham gia. Khi ước muốn tiêm liều vaccine đầu tiên bắt đầu giảm đi một cách đáng kể ở trong tháng này, Thủ hiến Kenney đã yêu cầu nhóm của mình sáng tạo và cuộc sổ số là một động lực hoàn hảo. Ông đã phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, động lực thúc đẩy việc sổ số là càng nhiều người được tiêm chủng càng sớm càng tốt. Cuộc thăm dò ý kiến của tỉnh cho thấy khoảng 85% người dân Alberta sẵn sàng đi tiêm chủng. Người dân Alberta có thể đăng ký trực tuyến tại alberta.ca/lottery. Họ chỉ cần đăng ký một lần, đăng ký cho đợt rút thăm đầu tiên được đưa ra trực tuyến vào ngày thứ Hai và sẽ kết thúc một tuần sau khi 70% người dân Alberta đủ điều kiện nhận được liều vaccine đầu tiên. Người thắng giải trong đợt rút thăm đầu tiên sẽ được công bố vào ngày đầu tiên của giai đoạn 3 trong kế hoạch mở cửa trở lại. Lần rút thăm thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 8, sẽ dành cho những người đã nhận được cả hai liều vaccine. Lần rút thăm cuối cùng dành cho người đã được tiêm phòng đầy đủ có ngày rút thăm dự kiến là vào ngày 30 tháng 9. Các giải thưởng không bằng tiền mặt sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 30 tháng 9. Lễ bốc thăm cho các giải thưởng này sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến 30 tháng 9. Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu 2 tuần sau khi 70% người dân Alberta đủ điều kiện đã tiêm ít nhất là một liều vaccine. Dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu tháng 7.
Tính đến Chủ nhật, 68,7% người Alberta đủ điều kiện đã nhận được ít nhất một liều vaccine, với hơn 20% hiện đã được tiêm chủng đầy đủ. Tỉnh bang British Columbia đã gia nhập danh sách các tỉnh bang dần dần nới lỏng các hạn chế trong tuần này. Thủ hiến John Horgan và cán bộ y tế tỉnh, tiến sĩ Bonnie Henry, thông báo tỉnh sẽ chuyển sang bước 2 của kế hoạch mở cửa vào ngày thứ ba do số ca nhập viện COVID-19 giảm và tỷ lệ tiêm chủng đang trên đà gia tăng. Tỉnh Quebec cũng đang nới lỏng các hạn chế liên quan đến COVID-19 ở một số vùng của tỉnh, bao gồm Montreal và thành phố Quebec. Tính đến sáng thứ hai thì tất cả các khu vực trước đây được phân loại là vùng da cam trên hệ thống cảnh báo đại dịch của tỉnh đã được hạ cấp xuống màu vàng. Các khu vực này bao gồm Montreal, thành phố Quebec, Laval, Montérégie ở phía nam của Montreal, Laurentian, Lanaudière, Estrie và Outremer và các phần của Bas-Saint-Laurent. Do vậy, mọi người từ hai hộ gia đình khác nhau có thể tập trung trong nhà. Các môn thể thao đồng đội ngoài trời có thể tiếp tục và nhiều người hơn có thể tham dự đám cưới, đám tang và các dịch vụ tôn giáo. Quebec đã báo cáo có hơn 200 ca COVID-19 mỗi ngày trong hơn một tuần và các ca nhập viện đã giảm đều đặn. Các quan chức y tế của tỉnh hôm thứ Hai báo cáo có thêm một ca tử vong và 123 ca nhiễm COVID-19 mới. Tính đến tối ngày 14 tháng 6, Canada báo cáo có thêm 877 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.403.285 ca. Trong số đó thì có 15.919 ca còn bệnh và 1.361.387 ca đã phục hồi. Số ca tử vong là 25.944. Cho tới hôm nay đã có hơn 29,3 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Trong đó có gần 24,5 triệu người, hay là 65% dân số đã được tiêm ít nhất một liều, 12,5% dân số đã tiêm đầy đủ hai liều. Tỉnh bang Ontario đã bước vào giai đoạn đầu tiên của kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày thứ Sáu. Tỉnh báo cáo có thêm 4 ca tử vong vào ngày thứ Hai và 447 ca nhiễm COVID-19 mới. Alberta báo cáo có 115 ca COVID-19 mới và thêm 1 ca tử vong. Tỉnh bang BC ghi nhận 277 ca COVID-19 và thêm 4 ca tử vong vào hồi cuối tuần. Tại các tỉnh Perry khác, Manitoba báo cáo có thêm 2 ca tử vong và 124 ca nhiễm COVID-19 mới. Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Brent Rusen nói rằng tất cả các bệnh nhân hiện đang điều trị COVID-19 tại ICU đều chưa được tiêm chủng. Trong khi đó, tại Saskatchewan, báo cáo có 55 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 1 ca tử vong. Kể từ ngày thứ Hai thì bất kỳ ai từ 50 tuổi trở lên đều có thể đặt lịch hẹn để tiêm vaccine liều thứ Hai. Liều thứ Hai cũng được mở cho bất kỳ ai là nhận liều đầu tiên trước ngày 15 tháng 4, bất kể ở tuổi tác nào, và cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên ở miền Bắc. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, Nova Scotia báo cáo có thêm 8 ca COVID-19 mới và New Brunswick báo cáo có 1 ca. Newfoundland và Labrador có 4 ca mới, không có ca COVID-19 mới nào được báo cáo ở Prince Edward Island. Tại miền Bắc, không có ca COVID-19 mới nào được báo cáo tại Nunavut. Thủ tướng Trudeau đến Brussels cho cuộc họp NATO, nói rằng liên minh đoàn kết hơn bao giờ hết. Thủ tướng Canada dành thời gian tại hội nghị thượng đỉnh của các đồng minh chính trị và quân sự và nhấn mạnh sự cần thiết phải thể hiện một mặt trận thống nhất chống lại Nga, Trung Quốc và mối đe dọa của chủ nghĩa độc tài. Thủ tướng Trudeau có mặt tại Brussels vào hôm thứ Hai để tham dự cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và sau đó là hội nghị thượng đỉnh của Canada-EU. Thủ tướng Trudeau bắt đầu ngày mới của mình bằng cuộc gặp mặt với Tổng thống Latvia, nơi quân đội Canada đang dẫn đầu một nhóm chiến đấu liên minh NATO có nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong khu vực. Sau đó, ông gặp Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg. Ông cho biết liên minh đang bước sang một chương trình mới và Canada luôn là nước bảo vệ liên minh Bắc Mỹ với châu Âu. Trong cuộc gặp trước đó với Stoltenberg, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã củng cố tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ tham gia vào NATO. Và đây là lần đầu tiên liên minh quân sự này đưa ra lập trường quyết đoán về Trung Quốc.
tuyên bố kết thúc được đưa ra về các chủ đề được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh và được các nhà lãnh đạo NATO tán thành, cho thấy Trung Quốc là một lo ngại an ninh với hành vi phá hoại hệ thống dựa trên quy tắc toàn cầu. Tuyên bố cho biết Trung Quốc đã có các chính sách cưỡng chế và bày tỏ lo ngại về kho vũ khí đầu đạn hạt nhân ngày càng gia tăng của nước này. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đã đồng ý hoan nghênh các cơ hội làm việc với Trung Quốc về các vấn đề ảnh hưởng đến liên minh, như là chống biến đổi khí hậu. Đó cũng là quan điểm mà Thủ tướng Trudeau đã đồng ý. Thủ tướng Trudeau cho biết các quốc gia cần sát cánh cùng nhau để chống lại cuộc khủng hoảng như là COVID-19 đến biến đổi khí hậu. Đó là lý do tại sao Canada đề nghị trở thành một trung tâm chính sách xem xét các tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với quốc phòng và an ninh. Ông cũng lưu ý rằng quan hệ giữa Nga với các quốc gia NATO tồi tệ hơn. Trong một cuộc họp khác thì ông coi Nga là một đối thủ. Ông Trudeau sau đó tham gia hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Âu, nơi họ nói về đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và thỏa thuận thương mại giữa Canada và Liên minh châu Âu. Doanh số sản xuất giảm 2,1% trong tháng 4 do thiếu chip bán dẫn. Doanh số sản xuất của Canada đã giảm 2,1% xuống còn 57,1 tỷ trong tháng 4 do ngành công nghệ xe hơi bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip bán dẫn liên tục khiến cho các công ty phải tạm dừng hoặc làm chậm sản xuất. Cơ quan thống kê Canada StatCan cho biết doanh số bán thiết bị giao thông hôm thứ Hai giảm 23,6% xuống còn 6,4 tỷ do doanh số bán xe có động cơ giảm 36,5% trong tháng 4. Mức giảm so với tháng trước lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Doanh thu trong ngành phụ tùng xe có động cơ cũng giảm 19% xuống còn 1,9 tỷ. Sự thiếu hụt toàn cầu về chip máy tính vốn được sử dụng trong nhiều loại linh kiện quan trọng đã khiến cho các công ty xe hơi trên thế giới sản xuất chậm lại. Nhà kinh tế Omar Abdulrahman của TD Bank cho biết mặc dù một số nhà máy đã khởi động lại hoạt động sản xuất vào tháng 6, vẫn còn nhiều bất ổn đối với ngành công nghiệp xe hơi. Tuy nhiên, Abdulrahman cho biết triển vọng về doanh số sản xuất bên ngoài ngành công nghiệp xe hơi không phải quá tệ. Doanh số sản xuất không bao gồm ngành thiết bị giao thông vận tải đã tăng 1,5% trong tháng 4. Doanh số bán máy móc tăng 14,6% lên mức kỷ lục trong tháng 4, trong khi doanh số bán các sản phẩm gỗ cũng tăng 6,5% lên mức kỷ lục. Ngoài ra, doanh số bán các sản phẩm dầu và than đá đã giảm 7,1% do một số nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động để bảo trì. Người bản địa có thể lấy lại tên truyền thống trên hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác. Chính phủ liên bang nói rằng người bản địa hiện có thể nộp đơn yêu cầu lấy lại tên truyền thống của họ trên hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác của chính phủ. Thông báo được đưa ra sáng nay để đáp lại lời kêu gọi hành động từ Ủy ban Sự thật và Hòa giải, yêu cầu chính phủ cho phép những người sống sót và gia đình của họ khôi phục lại tên đã được thay đổi bởi hệ thống trường học nội trú cho người bản địa. Theo Bộ trưởng Dịch vụ Bản địa Mark Miller, thông báo áp dụng cho tất cả các cá nhân thuộc các cộng đồng First Nation, Inuit và Métis, và có thể ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người muốn xác nhận danh tính của họ trên các tài liệu chính thức. Bộ trưởng Bộ Quốc tịch là Marco Medicino cho biết tất cả các khoản chi phí sẽ được miễn cho quy trình này. Giấy tờ liên quan bao gồm hộ chiếu, giấy chứng nhận quốc tịch và thẻ thường trú nhân. Các cáo buộc khủng bố được thêm vào tội giết người cho bị cáo tấn công gia đình Hồi giáo ở London, Ontario bằng xe tải. Một người đàn ông bị buộc 4 tội danh giết người cấp độ 1 và một tội danh cố giết người trong vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào một gia đình Hồi giáo ở London, Ontario. Hiện tên này phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố. Bị cáo là Nathaniel Veltman, 20 tuổi, đã xuất hiện trong cuộc họp qua video hôm thứ Hai khi các công tố viên liên bang và tỉnh công bố hai cáo buộc khủng bố. Vào ngày 6 tháng 6, Salman Afshar, 46 tuổi, có vợ là Madiha Salman, 44 tuổi, con gái là Yumna Afshar, 15 tuổi và mẹ của Salman là Talat Afshar, 74 tuổi, đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe bán tải lao vào lề đường và đâm thẳng vào họ. Thành viên nhỏ tuổi nhất của gia đình là Fayez, 9 tuổi, vẫn đang hồi phục trong bệnh viện. Các nhà điều tra cho biết gia đình bị nhắm mục tiêu vì đức tin của họ.
các cáo buộc mới được công bố 2 ngày sau khi đám tang thu hút hàng ngàn người đến một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố phía tây nam Ontario để tưởng niệm. Sarah Said từ cơ quan công tố Canada nói với bị cáo rằng anh bị buộc 4 tội danh giết người cấp độ 1. Những vụ giết người này được lên kế hoạch và cố ý và được cho là mắc tội khủng bố. Các công tố viên đã ký một văn bản ủng hộ các cáo buộc khủng bố này. Theo luật hình sự của Canada, khủng bố là hành vi phạm tội có thể bị truy tố theo đạo luật chống khủng bố, bao gồm hành vi đe dọa công chúng hoặc một bộ phận của công chúng vì lý do chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ. Giá thịt tăng cao khi người Canada bắt đầu mùa barbecue vào mùa hè. Mùa nướng thịt barbecue vào mùa hè đang nhanh chóng đến gần và với các hạn chế COVID-19 đang được nới lỏng trên hầu hết đất nước Canada, thì nhu cầu về bánh burger, bít tết, ức gà và xương heo sẽ tăng mạnh khi người dân Canada tụ tập với bạn bè và gia đình. Giá của protein từ thịt đã leo thang kể từ đầu năm và không có dấu hiệu nào cho thấy áp lực tăng giá sẽ giảm. Sự kết hợp của chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giá ngũ cốc cho các gia súc cao hơn và nhu cầu ngày càng gia tăng sẽ tác động không chỉ đến người tiêu dùng mà còn cho nhà sản xuất. Sylvain Chalabra, giám đốc phòng thí nghiệm phân tích và thực phẩm tại Đại học Dalhousie ở Halifax cho biết, chúng tôi ước đoán rằng người tiêu dùng sẽ phải trả nhiều tiền hơn tại quầy thịt so với trước đây. Theo ông Chalabra, người dân Canada đã thấy giá thịt gà và thịt heo tăng trung bình 5% kể từ đầu năm và ông dự kiến giá thịt bò sẽ còn tăng cao hơn nữa vào mùa hè này. Tùy thuộc vào bạn nói chuyện với ai, giá bán sỉ thịt gà, thịt bò, thịt heo và thịt cừu còn tăng cao hơn nhiều. Alexander Ross, chủ cửa hàng Harry's Natural Meat ở phía nam Calgary cho biết, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng mạnh nhất đối với ribeye, thịt thăng, bít tết New York và gân bò. Người tiêu dùng có thể sẽ trả nhiều tiền hơn bất kể họ mua ở ngoài chợ hoặc gọi món từ nhà hàng. Khi giá tăng thì bạn nghĩ rằng lợi nhuận cũng tăng, nhưng điều đó không nhất thiết là như vậy. Các nhà chăn nuôi gia súc đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch do chuỗi cung ứng gián đoạn, đặc biệt là do thiếu nhân sự và các nhà máy chế biến đóng cửa. Trong khi đó thì nhu cầu ở trong nước và quốc tế đối với thịt bò Canada vẫn gia tăng. Kết quả là các nhà sản xuất gia súc và các nhà điều hành thức ăn chăn nuôi kiếm được ít hơn, trong khi nguồn cung thắt chặt hơn và nhu cầu ổn định đã làm tăng giá cho các nhà chế biến và bán lẻ. Giá ngũ cốc thức ăn gia súc đã tăng một phần do lo ngại về thời tiết và hạn hán ở các khu vực của Hoa Kỳ, cũng như nhu cầu mạnh từ Trung Quốc, nơi đã tăng nhập khẩu lúa mạch và ngô hoặc là bắp từ Bắc Mỹ. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi đang tăng, tác động lớn nhất của COVID-19 đã làm gián đoạn gần 20 cơ sở chế biến trên cả nước kể từ khi đại dịch bắt đầu. Về phía bán lẻ, các cửa hàng tạp hóa cũng phải đối mặt với chi phí gia tăng, bao gồm chi phí liên quan đến các biện pháp lau dọn tăng cường và các biện pháp phòng ngừa COVID-19 khác. Chi phí đó có thể đã được chuyển đến khách hàng. Canada's Wonderland mở cửa trở lại vào ngày 7 tháng 7. Canada's Wonderland thông báo hôm thứ Hai rằng công viên giải trí có kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày 7 tháng 7. Phù hợp với bước 2 trong khuôn khổ mở cửa trở lại của tỉnh thì công viên mở cửa với sức chứa hạn chế vào ngày 5 và ngày 6 tháng 7 cho Season Pass Holder Preview và ngày 7 tháng 7 cho công chúng, họ viết trong một tuyên bố. Người phát ngôn của công ty cho biết công viên nước Splash Works mở cửa vào ngày 12 tháng 7 và tất cả các du khách sẽ phải đặt chỗ trước cho cả công viên và công viên nước. Lịch đặt trước sẽ mở cửa vào 9 giờ sáng thứ Năm trên trang web của Canada's Wonderland và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bước 2 trong kế hoạch mở cửa trở lại của Ontario dự kiến là vào ngày 2 tháng 7 cho phép các công viên nước và giải trí mở cửa đón công chúng. Các quy định về sức khỏe bao gồm khách từ 2 tuổi trở lên phải đeo khăn che mặt ở tất cả các khu vực trừ khi có chỉ định khác hoặc trong khi ngồi ăn. Các điểm đánh dấu khoảng cách an toàn trong toàn bộ công viên bao gồm các đường xếp hàng. Quy trình làm sạch nâng cao bao gồm làm sạch sâu bổ sung và khử trùng ở phòng vệ sinh, cơ sở ăn uống và các khu vực khác trong công viên.
bổ sung các trạm vệ sinh tay và quản lý công suất trong toàn bộ công viên. Israel giới thiệu chính phủ mới, kết thúc 12 năm cai trị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Quốc hội Israel đã thông qua một liên minh chính phủ mới vào ngày Chủ nhật, đưa Thủ tướng đương thời là Benjamin Netanyahu vào phe đối lập sau 12 năm cầm quyền và một cuộc khủng hoảng chính trị dẫn đến 4 cuộc bầu cử trong 2 năm. Naftali Bennett, người đứng đầu một đảng chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhỏ, đã nhậm chức thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu xích sao 60-59 trong quốc hội. Nhưng nếu muốn hoạt động, ông sẽ phải duy trì một liên minh phức tạp bao gồm các đảng phái từ cánh hữu, cánh tả và trung tâm. 8 đảng, bao gồm một phe nhỏ Ả Rập đã làm nên lịch sử, đoàn kết trong việc chống lại thủ tướng Netanyahu và các cuộc bầu cử mới, nhưng bất đồng quan điểm ở nhiều điểm còn lại. Họ có khả năng theo đuổi một chương trình nghị sự khiêm tốn nhằm làm giảm sự căng thẳng với người Palestine và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ mà không đưa ra bất kỳ sáng kiến lớn nào. Netanyahu ngồi im lặng trong cuộc bỏ phiếu. Sau khi quyết định được chấp thuận, ông đứng dậy, bắt tay với Bennett và rời khỏi phòng. Ông Netanyahu, người đang bị xét xử vì tội tham nhũng, vẫn là người đứng đầu của đảng lớn nhất trong quốc hội và được cho là sẽ phản đối mạnh mẽ chính phủ mới. Nếu chỉ cần một phe nào đó sơ sẩy thì họ có thể mất tình trạng đa số và có nguy cơ sụp đổ, tạo cơ hội cho ông trở lại nắm quyền. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chúc mừng Bennett cùng với chính phủ mới của Israel vào ngày Chủ nhật, đồng thời gọi Canada và Israel là những người bạn thân thiết. Ông nói, tôi mong muốn được làm việc với Thủ tướng Bennett và Thủ tướng thay thế Lapid để giữ cho người dân được an toàn và được hỗ trợ khi chúng ta phục hồi sau đại dịch COVID-19 toàn cầu và đồng thời giúp cả hai quốc gia trở lại tốt hơn. Hai bên sẽ khám phá các cách để tăng cường mối quan hệ giữa Canada và Israel, mở rộng thương mại và đầu tư song phương, đồng thời tạo ra các cơ hội và việc làm mới cho người dân, bao gồm cả việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Canada-Israel. Vaccine Novavax hiệu quả hơn 90% trong thử nghiệm tại Hoa Kỳ. Novavax hôm thứ Hai cho biết vaccine COVID-19 của họ có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa một loạt các biến thể coronavirus trong một phòng thí nghiệm lâm sàng lớn ở giai đoạn cuối tại Hoa Kỳ. Trong một nghiên cứu trên gần 30.000 tình nguyện viên ở Hoa Kỳ và Mexico đã đưa Novavax vào đúng hướng để nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp ở Hoa Kỳ và các nơi khác trong quý 3 năm 2021. Novavax cho biết vaccine dựa trên protein này có hiệu quả hơn 93% trong việc ngăn ngừa biến thể coronavirus đang chiếm ưu thế dễ lây lan hơn, vốn là mối quan tâm giữa các nhà khoa học và các quan chức y tế công cộng. Vaccine dựa trên protein là một cách tiếp cận thông thường để sử dụng các mảnh virus đã được tinh chế để thúc đẩy phản ứng miễn dịch, giống như các loại vaccine được sử dụng để chống lại bệnh ho gà và bệnh zona. Trong lúc thử nghiệm đang được tiến hành, biến thể virus lần đầu tiên được phát hiện ở Anh và bây giờ được gọi là biến thể Alpha, là biến thể phổ biến nhất lưu hành ở Hoa Kỳ. Các biến thể lần đầu tiên được xác định ở Brazil, Nam Phi và Ấn Độ cũng được phát hiện trong số những người tham gia thử nghiệm. Các tác dụng phụ bao gồm nhức đầu, mệt mỏi, đau cơ và nói chung là nhẹ. Một số ít người tham gia gặp phải các phản ứng phụ được mô tả là nghiêm trọng. Novavax vẫn đang trên đà sản xuất 100 triệu liều mỗi tháng vào cuối quý 3 năm 2021 và 150 triệu liều mỗi tháng vào quý 4 năm 2021. Giám đốc điều hành công ty ông Stanley Eric nói rằng Hoa Kỳ có thể tặng 110 triệu mũi vaccine mà Novavax đã đồng ý cung cấp cho chương trình COVAX. Cập nhật tình hình COVID trên thế giới. Tính đến thứ Hai thì có hơn 176 triệu ca COVID-19 đã được báo cáo trên khắp thế giới. Số người chết toàn cầu được báo cáo là hơn 3,8 triệu người. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ông hoan nghênh các thông báo gần đây từ các quốc gia G7 về việc tặng vaccine. Nhưng ông cảnh báo rằng họ cần phải làm nhiều hơn nữa. Ông nhắc lại lời kêu gọi bảo đảm vaccine đến tay các nhân viên y tế trên toàn thế giới, những người ở tuyến đầu
của đại dịch phải được ưu tiên chích vaccine. Số ca mắc mới từ khắp nơi trên thế giới đã giảm trong 7 tuần liên tiếp, nhưng số ca tử vong không giảm nhanh như vậy. Tại châu Âu, Thủ tướng Anh ông Boris Johnson hôm thứ Hai xác nhận rằng kế hoạch nới lỏng hạn chế coronavirus tiếp theo ở Anh sẽ bị trì hoãn 4 tuần, cho đến ngày 19 tháng 7 do sự lây lan của biến thể Delta. Bộ Y tế Đức cho biết Johnson & Johnson phải cung cấp 6,5 triệu liều vaccine cho Đức trong tháng 7 để bù đắp cho lượng thiếu hụt dự kiến vào tháng 6. Moscow sẽ tặng xe hơi trong một buổi rút thăm có thưởng cho những cư dân được tiêm COVID-19 trong nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết ông cảm thấy yên tâm trước việc các nhà lãnh đạo của nhóm G7 thể hiện sự ủng hộ vững chắc đối với quyết tâm đăng cai Thế vận hội Tokyo vào tháng tới. Thủ tướng Suga cam kết Nhật Bản sẽ bảo đảm các biện pháp kiểm soát virus để Thế vận hội an toàn. Nhiều bang của Ấn Độ đã nới lỏng các hạn chế, trong đó có Delhi, khi số ca nhiễm mới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng. Tại châu Phi, Kenya đã nhận được khoản vay là 750 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ ngân sách và giúp nền kinh tế phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch. Tại châu Mỹ, các quan chức y tế Mexico cho biết nước này sẽ nhận lô hàng vaccine Johnson & Johnson đầu tiên vào ngày thứ Ba. Theo một báo cáo, năng lượng chống tham nhũng của các quốc gia Mỹ Latin đã giảm trong năm qua do đại dịch đã hút hết nguồn lực và tạo điều kiện cho các chính trị gia ở một số quốc gia có cơ hội làm suy yếu các cơ quan tư pháp. Sài Gòn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần. Sau 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 31 tháng 5 và thay vì kết thúc vào ngày 15 tháng 6 tới đây, thì Sài Gòn tiếp tục giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần, nghĩa là đến ngày 30 tháng 6. Trong đó, nội dung chỉ thị 15 bao gồm dừng các sự kiện tập trung 20 người trở lên, không tụ tập quá 10 người ở nơi công cộng, thực hiện giãn cách 2 mét khi giao tiếp, đóng cửa cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được mở cửa, hạn chế di chuyển từ vùng có dịch sang các nơi khác và người dân, nhất là từ 60 tuổi trở lên, chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết. Người dân cũng được yêu cầu thực hiện các biện pháp chống dịch như là đeo khẩu trang và khử khuẩn. Dù cơ bản đã kiểm soát được một số nguồn lây nhiễm, song tại thành phố vẫn xuất hiện một số điểm nóng mới. Theo giám đốc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Sài Gòn, thực hiện giãn cách thêm 2 tuần là cần thiết vì đây là thời gian ủ bệnh của virus mà thế giới quy định. Trong ngày 14 tháng 6 giờ Việt Nam, cả nước ghi nhận có tổng cộng là 272 ca mắc mới. Trong đó, Sài Gòn và Bắc Ninh là hai nơi có tổng số người nhiễm cao nhất cả nước trong ngày. Bắc Ninh có thêm 121 ca và Sài Gòn có thêm 82 ca. Số người bình phục là 283 người, đạt kỷ lục từ khi bùng phát. Số ca mắc hiện tại ở Việt Nam tính đến hết ngày 14 tháng 6 là 10.810 ca ở 40 trên 63 tỉnh thành cả nước và số người tử vong là 59. Cháy rừng lan qua California và Arizona. Hạn hán nghiêm trọng đã tạo thêm điều kiện cháy rừng. Nhiều vụ cháy rừng đã dẫn tới các cuộc sơ tán ở California và Arizona vào cuối tuần qua, nhanh chóng đốt cháy hơn 1.500 mẫu đất. Hàng trăm ngàn mẫu anh đã bị đốt cháy trong khu vực khi hạn hán tiếp tục hoành hành do nhiệt độ tăng cao. Một đợt nắng nóng tăng cường dự kiến sẽ tồi tệ hơn trong những ngày tới với gần 55 triệu người trên khắp miền Tây, bao gồm cả ở Los Angeles, thành phố Salt Lake và Phoenix, đang được cảnh báo nhiệt. Theo Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia, đã có 833.479 mẫu anh đã bị thiêu rụi trên toàn nước Mỹ trong 26.833 vụ cháy từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 11 tháng 6. So với cùng kỳ năm ngoái thì chỉ có 658.069 mẫu anh bị thiêu rụi trong 20.731 vụ cháy. California phải đối mặt với gần gấp đôi diện tích bị đốt cháy trong năm nay so với năm ngoái vào tuần trước. Bộ Lâm nghiệp bang Arizona cho biết một vụ cháy rừng ở phía nam ở Flagstaff nhanh chóng phát triển đến 1.000 mẫu anh đã dẫn tới các cuộc sơ tán.
ngọn lửa đã phá hủy một tòa nhà và đe dọa gần một chục tòa nhà khác. Theo nhà khí tượng Michael Guy, các thành phố Phoenix và Las Vegas có thể phá kỷ lục nhiệt độ cao mọi thời đại trong tháng 6. Tiếp theo là bản tin tỷ giá hối đoái. Một Canada bằng 0,8236 Mỹ Kim và bằng 0,6794 Euro. Và một Canada bằng 18.864 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 71.19. Chúng ta thấy giá dầu thô WTI tiếp tục tăng. Hôm nay là 71.19 Mỹ Kim một thùng. Và giá dầu thô Brent là 73.18 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.866.24 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 14 tháng 6 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị miễn phí đăng ký và nhấn nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có bản tin mới. Culture Channel còn có các video về du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và khích lệ của quý vị bằng cách giao lưu với ban biên tập thông qua phản hồi, comment mang tính xây dựng, chia sẻ, share video của chúng tôi và khi xem bản tin, bấm like nếu quý vị thấy thông tin hữu ích. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.